Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip mới này là mình lót ổ cho bồ câu nha các bạn. Mời các bạn xem clip mới mình nha các bạn. Lấy cây mình gác ngang qua cái chuồng, gác ngang qua cái mình thả cây ngang cho mình để mấy cái rổ lên. Hụt luôn á chứ. Lấy cảm cột cho dính vô rồi. Dạ. Có mấy con nhện bò nhọt dưa nhiều quá mà. Tôi cho mấy một câu bài dữ rồi nha. Có ai làm gì đâu. Thank you.
ai ạ. À, dữ quá nhát. Tháo thêm cái rổ này nữa, ba cái. Cục kém nó đặt cục tắc dữ vậy. Đây cái rổ này, với hai cái rổ này. Ba cái à. Ba cái chắc lấy thêm cái rổ lớn thì nữa quá. Rổ lớn thì làm bốn cái. Rổ này thì hơi lớn, hơi làm đỡ đi. Đỡ nó cái gì lúc nhau lúc ngọt, nó lại những một cậu đỡ bài chạy bài quá. Ai làm giàu bay.
Rồi xong. Bỏ rơm lên cái này nè. Để sáng hết. Để rơm bỏ đại vô đó. Đại vô đó rồi tự nhiên tha nên nó làm. Nó được miêu sát cho các bạn xem nè. Làm này cũng đơn giản thôi. Để rơm đây nè, thử cho nó tự vô nó lấy là. Vô đây nó nhát đến ba vú á. Đó, một ổ, hai ổ, ba ổ. Bốn ổ rồi các bạn. Làm để tự nó không sắp đẻ rồi. Nát quá. Không thích nước rồi. Cây này nó hơi dài chút nha. Cái này hơi dài chút, mình cưa bỏ bớt tí. Cưa bỏ bớt chút xíu. Tốt lắm á, rõ nè, rõ mặt. Vẫn còn dài thôi. Vẫn còn dài, gấp bớt chút nữa. Sao đây?
quá. Có lẽ được rồi nha. Đi vô. Ừ, nặng. Nè. Để cho lát mình có chim thả vô cái mình đứng bên đây ăn. Đứng đây mổ, đứng đây. Đây mổ vô đây ăn.